Hello cả nhà, giờ sáng sớm giờ là Hia đang mà đang bẻ ung súng. Bẻ súng nó nhun chua. À, giờ đây anh đang mặc có phao để đi đẹp dịch. Đây đẹp dịch đây. À, có nó có xù nhỏ nhỏ thế nè. Hồi đạp. lùng nữa. Mở pha chuẩn bị đi hả? Đẹp dịch trái con, đẹp dịch hả? Ngon, ăn ok không? Hai cái. Hai cái, hai con hả? Dạ. Khu nhà mình đường uống này đẹp. Quá đẹp luôn. Chị Đạch. Uống sữa chưa? Hay sữa chưa? Uống sữa chưa? Hả? Con sữa chưa? Chưa. Cá. Cá. Yeah, here too. Mấy con. 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 Giờ mấy đứa nhỏ đi gặp đẹp. Rành xuống con, xuống con. Be careful, be careful. Be careful. No. Ryan, be no. Careful. Here, here. Ryan. Chú, tự ổng luôn. Come on, get out. Be careful, chung vô. Chung vô. Alex, sit here. Wait, Ryan, Ryan has to sit here. Chú. Ngồi đàng hoàng, ngồi giữa, ngồi chỗ xanh á. No scared. You scared? No. Rồi. Ngồi giữa, ngồi giữa, ngồi chưa? Ok chưa? Ngồi giữa, ngồi giữa, giữa. Em biết đâu. Ok, ngồi ra, ngồi cho xanh á. Đúng rồi đó, ngồi ra, ngồi ra, đúng rồi đó. Ngồi vậy chưa? Ngồi vậy đi. Đó. Ryan. Hi, chai. Bỏ giấy lên bờ, bỏ giấy lên bờ. Hả? Như con? Another one, rồi, ok, let's go. Go. Yeah. Right, just here. Let's go. Hold. Good. Oh, right, looking at that. Ủa, cái này bé lái đâu? Ừ. Có bé lái không? Nè. Ờ, vậy hả? Okay, our dad's gonna move. Wait, which way? This one? bé lái. Ryan ok không con? Move. Con đẹp lùi lại, đỡ chi lại. Dạ, đẹp. Ryan. Ở chỗ này nó có cái chuồng nè, cái chuồng chơi nó nhỏ à. Mạnh lên. Faster. No, go just there. Oh, right, sit there. Jumping frogs everywhere. Yeah. In our boat. There's baby frogs everywhere. Okay. And baby frogs is baby Okay. And Jonathan. Bye bye. Ủa sao bông nó màu vàng ngộ hả? Hôm bé. Oh my god. Wow. Ủa bông xuống màu vàng luôn hả? Này đẹp quá, sáng sớm đẹp quá, đẹp luôn. Phong cảnh thủ tình. Này mà có mấy cái đây có người ta có cano nè, cano sớm hôm qua chạy quá thì chạy luôn mà giờ bữa nay sáng sớm là chưa thức.
Bye bye con. Ý cái này muốn ăn bún lèo quá, đem lên đây bắt lặt hơn mới thì út lèo ăn. Ăn út lèo. Trời ơi, chú Việt Nam. Nè. Đó, ôi. Đâu? Ồ, đẹp phải không? Coi nè. Việt Nam không? Ăn thử đi, ăn trước đi. Cắn thử đây sao? Nó ngọt không hay là đắng? Có nước mà rửa, cái tôi ăn quất liền, tôi ăn biểu diễn. Nè, nước. Ủa đẹp rồi nè, ông súng thiệt ta? Súng còn nữa. Nè. Ôi, nè cái bông nè. Ủa sao súng này nhiều? Bông súng, bông này bông trắng. Không, đâu có gì đâu, kêu súng ma. Dễ hả? Đừng kêu ma nghe quá nha. Là sao là nó đẹp không? Nó sao gọi là sao đầu ma nào cũng nên ốm quá hay sao? Không, nó màu trắng. Dạ. Không, giống như là người ta thích cái bầu màu trắng. Màu trắng ngon nhất luôn á. Màu trắng nó. Vậy hả? Nó không hấp dẫn nhưng mà nó ngon nhất luôn á. Cái dùng miền Tây á là hình như là vô Đồng Tháp mới có. Ta không có nữa đó. Ở dưới mình đâu có màu trắng, ở Vinh Kim mới có. Giấy cởi ra đó. Này mình đem về mình trồng. Nhớ cởi đám giỗ con liệu. Ủa bông đẹp, nó đẹp hơn bông màu đỏ ha. Nó đẹp giống con sen á. Giống con sen vậy. Ngon nè. Trời ơi bông này đem về sao mà đem về được cái này quá đẹp. Ủa bông đẹp quá anh, giống con sen, giả mang nè. Ôi bông trắng nhị vàng, nhị vàng bông nhị trắng. Nhị vàng trắng nó xinh, gần à. Bùng mà chẳng hôi, tanh mùi bùng. Ai chắc ba mùi trâu. Ba mùi trâu. Chắc bô bia thiêu quá. Còn có 5 lon à, sao uống? Bởi vậy, tiếng chắc luôn. Xúc miệng, uống hồ muốn con chai rượu chứ khoảng 20 lon có nhiều đâu. Uống dữ vậy hả? Ừ. Uống nhiều lắm á. Uống ly không hả? Uống rượu xong. Giờ người ta câu cá, giờ ông vớt cá. Brian, mấy ông Brian, no. Đó cá đó, hả? Để xuống, để người nữa câu xuống. Hạ cái vợt xuống á, thấy không? Đó. Hạ xuống trước. Ờ vậy đó. Quay. Oh, con mắt đồng hồ. Ừ. Hả, dở xuống. Alex, put it there. You're scaring the fish. Who? Alex. Chuẩn bị đi đặt vịt nè. Rồi chưa? Rồi, đặt đi. Ôi, có chừng cái kia lúc quá. Anh nghiêng bên á. Trời ơi, ra anh ngồi chính giữa rồi đã. Cô sơ đây là con cái đổi rồi nó dính nó kẹt nè. Cá tù. Get a shrimp. Shrimp is here. Đây nè, giúp vô. Cái này sông Mỹ Thuận hay sông gì vậy ta? Sông Mỹ Thuận hay sông Cần Thơ vậy? Đang quay phim nè. Nó kêu quay cho nó nè. Người ta chụp hình người ta bẻ là phải tốn tiền nha. Như bây giờ lấy con súng để làm kiểu à. Đâu hả? Ở đây hết bông rồi, đâu ấy được đâu. Bật bông là cái nhị đẹp rồi ha. Nó đẹp hơn bông màu đỏ ta. Giống như bông dẻ luôn á, nhìn nó cứng cứng. Ừ. Giống bông dẻ. Đi ca ra thấy súng quá trời súng rồi, trời nó nghẹt luôn bông. Đi bẻ hả? Không, tính kiếm cái bông chứ mình Đó, bông đẹp đó, bông đẹp đó, bông đẹp đó. Bên đây nè. Bông đẹp đó. Là ý chiều cái đó. Ý gịch mấy cái lá đó cho nó qua. Bông đẹp á, bông nở đẹp á, bông bự luôn á. Mà Phương mà vô mặc áo đầm đỏ giống như bà Kiều ngày hôm qua á, xong mày cầm một bó bông nổi lên luôn. Chiều qua tao bận gì đầm đỏ à. Không, mà áo như bà Kiều ngày hôm qua đó. Rồi, ý dối hả như bông vậy. Kéo tới cho nó tới. Kéo tới. Hai con trai funny không? Ok không? Có dẹp cái đồ chơi chưa? Của người ta đó, không phải của mình đó. Bây giờ lấy ngót chứ đâu có nấu chua con súng lấy ngót chứ nằm ngủ hoài trời. Đi,
Rồi ông chúng quá rồi chúng luôn rồi. Daddy, can we go, can we go catch again? Thì câu cá đi, bình thường mà. Bình thường quá. Oh, yes. Cái con câu đó mấy ông. Mẹ cho con còn năng hỏi chi vậy? Rê rê đưa đưa cái đồ ăn cho cá. Vậy hả? Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Trời ơi. Kaden, shall we play outside? Không cá ông nói mấy mẹ tại vì con sợ con cá nó hớt nó đau quá cho nên nó không có. Chẳng bằng ông con dính vô nói cá hớt con thỉ. Nếu mà cá mà lôi vòng vòng mà ông không dẫn được mà. Rồi, chiên cá hả? Chiên cá chuẩn bị làm mồi đây, đó cá rô. Ngon lắm. Thấy như xù. Cá chiên xù. Giờ tụi nhỏ đang câu. Dính nước hả? Dính nước hả? Ai lại chơi dính nhóc rồi đó? Ờ. Thả chú đậu rộng đó. Lùng nữa câu cá. Chị đang làm bị gì vậy? Bị gì vậy? Gọi bò thôi. Gọi bò đi. Gọi bắt bò. Ờ cá đó. Cá này nó thịt nè. Thịt ngát không á. Ờ một nồi cá chiên xù đây. Hấp dẫn không? Đi chơi chiên xù, cá chiên xù. Ăn rau sống. Còn gì bằng nữa. Rồi em nhập khoái cạp cá à. Giờ thịt cá quá. Để đó. Cái này vậy mà cá không? Đây là ăn cá không? Xương, cái xương không? Cái gì? Ủa nó mặc quần sao nó kéo lên trời vậy thằng Lùng? Có bận quần cả. Cái gì bị hư hả? Thôi kệ đi, bỏ đi, bỏ đi con. Trời ơi, trời ơi. Băm hả? Băm sắc rác hả? Ruột á. Rồi, dưới cá hấp dẫn này, thích dưới cá nhất nè. Vừa câu lên là chiên ăn liền, đó. Dùng rụm luôn. Dùng rụm luôn. Các đứa uống luôn bia đã ha. Cho gốc bển chén nó mắm keo mày. Đỉnh hả? Đỡ đi con. Tự giải quyết luôn rồi chứ. Tự xử được ba mà. Một chiếc dung cái và bao một con. Còn con. Giờ Huy đang chiên giờ không mặn nuôi bỏ bụng à. Chuyện đù. Bỏ 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 bỏ. Bự ra nè bự con. Ồ. Vòng nhạc tươi đó em đeo. Thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bông. Có bằng khói sầu em đến. Chúc bà nghĩa lần hoang. Chơi cầu kéo luôn. Vòng nhạc nhạc tới đó cao xa. Đưa đó kiều hoa đàn. Ranh tự vô mồi luôn á hả? Yeah. Vậy luôn hả? Yeah. Ôi. And he catch five fish. Five fish, he catch five fish. Ờ, tự lấy mưa câu móc mồi luôn à. Coi chừng cho tay nha. Ok, be careful. Trời ơi, lưỡi câu mà nó vô mồi vậy. Móc mồi coi chừng nghe, careful nha ra anh. Got it? You got it, Ryan? Duh. Good job. Daddy, come. Come. Look how much.
Vậy hả? Ô, nhóc luôn rồi. Quá là cá luôn. Mấy cái nhỏ câu cá ăn không hết luôn. Daddy, cái màu xanh nó bự. Nó biết kìa. The biggest one. Ông này là giờ chuyên gia câu cá luôn, tự móc mồi, tự sửa con câu luôn. Có chừng nha. Slow down thôi. Cà kê. Ý là chuyện với đồng tôm. Đi ăn nhắn con tôm con. Break time đi, break time đi. Đi break time cho ăn luôn. Ăn nè. Đồng tôm ngon nè. Mấy này mấy nhỏ ok đó. Thấy nhớ em nhiều. Anh thấy lòng chẳng thể nói. Cô đơn cô mới đi tàn, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi, giờ đây anh đang ra ngoài đó, múa em đang múa đi mà. Không à, là vừa múa không đã xong rồi. Cái lúc này, thì anh có nơi tựa. Đây đã, anh nhớ làm nó kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe em có đang về. Không có thôi, không thôi. Phải hả? Không thôi. Ý là vô đó. 1 2 nhanh lên. Vô. Đôi chân mang lầm thính thương một người không hề toàn tính. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Khóc vì đau vì chơi ngày đen kìa. Nhiều khi muốn một mình đứng xa cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng môi ngày mỗi lần. Em về đâu? Về thế giới xa nào? Cho đời không hát như nghĩa đêm. Một mất sân khấu sao không có sẵn à, không cần làm sân khấu hả? Dung như tổng thống vô chỗ vậy trồng bố. Mưa vẫn hay mưa cho đời bên cầu. Thì đương nhiên rồi. Ok. Bồi chia mưa. Nhưng mà đây đôi khi đi nếu mà những giờ phải có mấy nhỏ. Vậy như một đến hai ngày thôi, hai ngày tính đi. Đời nhưng mà
em của Hà là được chỉ một đêm thôi, hai ngày nha. Thầy tính đường đi á, thầy lính. Ấy 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 ngoài đâu ngoài kia kìa, kìa hát là hai hay nữa hai đó. Ra ngoài kia hát lại cho sân khấu đi nước luôn á, là cá lội lội bay lên. Là cá là cá. Nếu đi đi mà nhỏ nữa.